làm sao để mà chúng ta biết được cái sản phẩm tăng cân đó nó chứa corticoid? Đương nhiên là hội chatbot là không bao giờ nó nhận đâu, nó khôn lắm, nên là chúng ta phải biết cách chat. Các bạn để ý giùm mình ba cái dấu hiệu nè. Cái đầu tiên đó là cái cách mà nó quảng cáo những cái sản phẩm an toàn á, không có đứa nào lại dám cam kết cái chuyện tăng cân cho các bạn cả. Một là nó lừa các bạn, hai là nó chứa corticoid. Không có trường hợp số 3. Ví dụ như kiểu như thế này: một liệu trình tăng từ 3-5kg tùy theo cơ địa, 100% là trên 3kg mọi người. Cái thứ hai đó là các bạn để ý cái phần chống chỉ định hoặc là cái phần lưu ý của cái sản phẩm đó. Ví dụ như ngũ cốc thì không thể có cái phần chống chỉ định được, nhưng mà nhiều bot nó ngáo thì nó đỡ thôi. Những cái sản phẩm đó thường sẽ ghi rằng nó không dành cho những người bị suy gan, suy thận, bị tiểu đường, bị tim mạch, bị ung thư này kia. Tại vì đây cũng là những cái chống chỉ định của corticoid. Cái thứ ba, các bạn để ý cái phần xuất xứ của nó. Một là nó sẽ ở một cái nước nào, một cái nơi nào mà chúng ta không thể tìm ra được, hoặc là lên mạng tìm hiểu về thông tin cũng không thấy hình ảnh hay là video nào về cái cơ sở kinh doanh của nó. Hoặc là nó sẽ ghi địa chỉ nhưng mà nó ghi địa chỉ rất là không có chi tiết, rất là mập mờ. Ví dụ như là sản xuất tại Việt Nam, cái siro con gấu nè. Hoặc cũng có những cái nó ghi chi tiết nhưng nó lại ở một cái hẻm, một cái xóm, một cái thôn nào đó, nó gạch 80 cây gạch cũng chưa tới nơi, thì rất có thể là nó đang chứa corticoid và nó cố tình trốn tránh. Tuy nhiên là cũng sẽ có những cái thương hiệu nó rất là tinh vi, nó công bố với Bộ Y tế, nó sản xuất ở một cái nhà máy có cơ sở lớn nhưng nó vẫn chứa corticoid. Nhớ lưu lại video này, khi nào cần thì chúng ta chat nha. Mãi yêu Minh Trí, đồng hành cùng bạn